Anna. Anna. Đúng rồi, tất cả là tại con bé Anna đã lao ra che chắn cho nữ hoàng. Không thì bây giờ mình đã là nữ hoàng rồi. Anna. Anna, em đã tỉnh rồi, thật là tuyệt vời. Em đã che giúp chị pháp thuật của một phù thủy đó. Nhưng thật may là em không sao cả. Lần sau đừng khiến chị lo lắng như vậy nữa nhé. Được rồi. Nếu như Anna đã khỏe lại rồi, vậy thì tôi cũng sẽ trở về nhà đây. Đây là kẻ đã đưa mình tới thế giới này. Không biết hắn có thể làm điều đó bằng cách nào. Nhưng mình không thể để hắn rời khỏi tầm mắt được, phòng khi hắn lại đưa Ariel tới đây nữa. À khoan đã, chúng ta đã hại được một phù thủy, rồi chẳng phải em đã tỉnh lại không một vết trầy xước là một điều may mắn hay sao? Em muốn mở một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng điều này. Được đi. Cậu cũng ở lại đây luôn nha. Đi mà. Thôi được rồi. Tuyệt vời. Được rồi, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai sẽ mở tiệc. Thôi chết, mấy quả bom băng đem khoe Ariel mình để quên ở đó luôn rồi. Mấy thứ đó rất nguy hiểm với những sinh vật dưới nước, phải quay lại lấy thôi. Xin chào, tôi tới đây để lấy lại chút đồ bỏ quên. À đúng rồi, những trái cầu tròn tròn lạnh lạnh đó, chúng ở đây. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy sao? Alex, có vấn đề rồi đây. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng nó có liên quan tới mụ Madeline. Việc Ariel nói đúng là không thể xem nhẹ. Mình nên chuẩn bị một số thứ. Xin cảm ơn các vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta nào. Xin chúc mừng chiến thắng của công chúa. Chúc mừng. Vô. Chúc mừng công chúa. Chúc mừng công chúa. Xin chúc mừng. Chúc mừng công chúa nha. Chúc mừng. Nhân tiện mọi người có mặt đầy đủ ở đây rồi, tôi xin có một việc cần tuyên bố. Tôi sẽ thay thế Elsa trở thành nữ hoàng tiếp theo của vương quốc Andrandel. Hả? Anna. Anna. Làm sao có chuyện sao này lại được chứ? Cô ta nói được đâu? Không vậy. Đúng vậy. Không phải sau này, mà là sẽ là ngay bây giờ, tại buổi tiệc ngày hôm nay. Các vị đã cảm nhận được cơn đau trong cơ thể rồi đúng không? Ban đầu mới chỉ là đau bụng thôi, tiếp sau đó sẽ dần mất hết sức lực và rồi sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy được. Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Ta sẽ là nữ hoàng. Những kẻ chống lại ta sẽ không bao giờ có tương lai. Ta có thuốc giải ở đây. Ai đồng thuận theo nữ hoàng Anna mới thì sẽ thoát khỏi cơn đau, lấy lại được mọi thứ của mình. Kẻ nào bất tuân thì suốt đời sẽ chỉ là một kẻ tàn phế. Anna, dừng lại đi. Một nữ hoàng chân chính sẽ không dùng ép người của mình đến đường cùng. Tôi sẽ theo nữ hoàng mới, Anna. Được, mau lại đây nhận thuốc giải. Hả? Ôi, cơn đau đã hết rồi. Tôi khỏe mạnh trở lại rồi. Tôi xin theo ngài. Xin hãy... Tất nhiên rồi, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Ta sẽ không bao giờ phản bội nữ hoàng Elsa. Không còn ai nữa hay sao? Dừng lại đi Anna. Không, ngươi không phải là Anna. Ngươi đã làm gì em gái ta? Vậy thì ta sẽ không cần thuốc giải này nữa.
và các ngươi sẽ chỉ còn là những con rối bất động mà thôi. Không. À, lọ thuốc của ta đâu? Bất ngờ không? Lại là ngươi. Ngươi luôn là kẻ phá bỉnh kế hoạch của ta. Ta không cần sự tồn tại của ngươi nữa. Thứ gì đây? Lại là băng nữa hay sao? Hả? Lại thêm một bất ngờ nữa nha. Ngươi đã chuẩn bị tất cả? Tất nhiên. Ta cũng biết cô thực ra là ai nữa. Ariel. Không thể nào. Bên trong một phụ thủy Madeline là một linh hồn thanh khiết lương thiện. Đây không thể là mụ. Có khi nào mụ đã âm thầm tráo đổi linh hồn với ai đó? Nhất định là lúc đó mụ đã đổi linh hồn với Anda rồi. Công chúa, chàng trai tên Alex lại tới. Được rồi, ta về ngay đây. Khi kiểm tra linh hồn Madeline, tôi phát hiện đó chỉ là một linh hồn lương thiện. Đó chắc chắn không thể là mụ. Tôi nghi ngờ mụ đã làm gì đó với Anna rồi. Đúng là khi Anna tỉnh lại đã có những hành vi rất kỳ lạ. Nếu như Ariel đã nói vậy, cô có thể giúp chúng tôi đưa mụ trở lại chứ? Điều này, hiện tại vương quốc của chúng tôi phải đối đầu với một đội quân quỷ xâm lược. Chúng tôi khó có thể giúp được. Mọi chuyện ở Arendelle xin nhờ cậu giúp đỡ. Sau khi xác định được chính xác thì cậu có thể mở cổng để tôi giải quyết. Không thành vấn đề, tôi sẽ đi điều tra. Hãy cẩn thận, Madeline là một mụ phù thủy rất thông minh. Mụ sẽ làm mọi thứ có thể. Phù thủy sẽ có cách khắc chế phù thủy. Sabrina, mình có việc quan trọng, mình cần mượn một thứ nha. Cậu cần gì? Cậu có thứ gì có thể bảo vệ bản thân khỏi phép thuật không vậy? Thứ này có thể bảo vệ được đó. Cảm ơn nha. Mình sẽ trả lại cậu sau. Madeline, mụ nên chấp nhận rằng cái ác cuối cùng sẽ luôn thua cuộc mà thôi. Không bao giờ. Chị ơi, Anna, em đây rồi. Tốt quá rồi, tôi hy vọng mụ sẽ không thể làm hại bất kỳ ai nữa. Khối băng vĩnh cửu này chỉ có thể tan ra nếu như tôi cho phép. Hãy cứ yên tâm rằng mụ sẽ không bao giờ thoát khỏi đó được đâu. Xin cảm ơn các bạn. Nhưng sự kiện này, ta cũng biết được ai trung thành và ai sẽ là kẻ luôn sẵn sàng phản bội ta. Nữ hoàng tha tội. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt rồi. Chúng ta nên trở về thôi. Cậu luôn được chào đón ở đây, Alice. Tôi sẽ quay lại thăm các bạn mà. Câu chuyện này diễn ra khi các loài vật còn chung sống, có thể nói chuyện giống như con người. Cô gái trong quả bí ngô đã tới, chạy mau. Cô gái ấy là ai mà khiến những loài thú hung ác nhất phải nhắc đến cô với sự sợ hãi như vậy? Hãy khám phá cùng với Qua Fairy Tale nhé. Trước đây, có một cô gái xinh đẹp và hiếu thảo tên là Hazel. Nàng sống với mẹ trong một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Vì thế họ rất yêu thương nhau. Nhưng rồi đến một ngày, Hazel yêu và quyết định lập gia đình với người chồng sống ở bên kia khu rừng rậm, cách nhà mẹ nàng rất xa. Mẹ ơi, con không đành lòng để cho mẹ phải ở lại đây một mình.
Hay là mẹ đi cùng với vợ chồng con tới đó sống nha mẹ. Thôi con à, mẹ đã sống ở đây cả đời rồi, căn nhà này với những người hàng xóm thân thiết, làm sao mà mẹ nỡ bỏ tất cả mà đi. Con cứ an tâm về sống bên chồng đi, không cần lo lắng cho mẹ đâu. Thưa các bác, vậy xin nhờ dân làng quan tâm giúp đỡ mẹ của cháu à. Cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hazel từ biệt mọi người, cùng chồng trở về nhà. Vậy là từ đó nàng và người mẹ già phải sống cách xa nhau. Đường xá xa xôi, không ai dám một mình băng qua khu rừng với đầy những loài thú hoang dã nguy hiểm. Vì vậy Hazel chưa từng gặp lại mẹ từ ngày cưới. Nàng luôn cảm thấy rất nhớ bà. Không biết bây giờ mẹ ta thế nào rồi. Bà đã già lại phải sống tôi thủi một mình. Nhớ có chuyện gì không may xảy ra, không được, ta nhất định phải trở về thăm mẹ một chuyến. Nghĩ là làm, Hazel bèn chuẩn bị hành trang lên đường. Biết ý định của vợ, chồng nàng rất lo lắng. Nàng nhất quyết muốn đi sao? Vậy thì ta sẽ đi cùng nàng. Nếu chàng đi cùng với ta, vậy ai sẽ ở lại trong coi căn nhà này? Còn cả công việc của chàng nữa, không nên làm gián đoạn gì ta. Nhưng trong khu rừng có rất nhiều thú dữ hung ác, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm với chúng đó. Chàng đừng có lo, ta sẽ vượt qua khu rừng an toàn. Thăm mẹ xong ta sẽ trở về liền. Những loại thú hung dữ kia, chúng không thể sánh bằng sự thông minh tài trí của con người được. Cho nên chàng không cần lo. Thấy Hazel đã quyết, chồng nàng cũng đành phải đồng ý. Họ từ biệt nhau, Hazel lên đường trở về thăm mẹ. Cô gái can đảm một mình bước đi trong rừng, dù biết những nguy hiểm đang chực chờ phía trước. Quả nhiên, không lâu sau đó, một con sói gian ác đã nhảy ra chặn đường nàng. Ồ, một cô gái trẻ xinh đẹp, tuyệt lắm, trông cô rất hợp ý ta. Vừa lúc ta đang cần một người hầu hạ, cô cảm thấy như thế nào? Tay không sức yếu, Hazel không thể đánh lại được sói. Nhưng rồi, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xin chào ngài sói thông tuệ của khu rừng. Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài để mắt tới ạ. Nhưng ngài biết đó, tôi... Đó là mệnh lệnh. Nếu ngươi dám từ chối, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ta đang trên đường về nhà thăm mẹ. Ta sẽ không thể tận tâm hầu hạ ngài nếu chưa lo xong cho bà. Xin ngài hãy để cho ta đi. Một tháng sau ta sẽ trở lại đây hầu hạ ngài chu đáo. Ta xin hứa mà. Ngươi đúng là người con hiếu thảo. Thôi được, ta sẽ thả ngươi về thăm mẹ trước. Nhưng ngươi phải hứa sau khi xong việc, ngươi phải trở lại đây ngay để phục vụ ta. Ta xin hứa. Tốt lắm, giờ ngươi có thể đi. Hazel vui mừng, nàng nhanh chóng bỏ chạy khỏi con sói gian ác. Đi tiếp một quãng, Hazel lại gặp phải một con hổ to lớn nhảy ra chặn đường đi. Hay lắm, ta đang đói cồn cào vì ngày nay chưa được ăn gì thì ngươi lại dẫn sát tới rồi. Tuy ngươi hơi gầy nhưng thôi, ăn tạm cũng được. Thưa ngài hổ dũng mãnh, thần vinh dự cho ta được trở thành bữa ăn của ngài. Nhưng ngài thấy đấy, ta gầy yếu thế này, chẳng bỏ chắc trang cho ngài. Đến sói vừa mới gặp cũng không thèm ăn thịt mà thả ta đi rồi. Con sói tham lam đó cũng thả cho ngươi đi sao? Thật khó tin mà. Chi bằng ngài hãy thả cho ta về với mẹ của ta. Sau một tháng trở lại, được mẹ ta dỗ béo cho thật tốt, thì ngài hãy ăn thịt của ta cũng chưa muộn mà. Cô ta nói cũng có lý. Một con mồi nhỏ bé yếu đuối chẳng thể chạy đi đâu, muốn bắt lúc nào cũng được. Chi bằng chờ đến khi cô ta béo tốt hơn rồi sẽ ăn thịt cũng chẳng thiệt đâu. Nghe cũng có lý đó. Thôi được, ta có thể thả ngươi đi lần này, nhưng ngươi phải thề rằng sau một tháng sẽ trở về đúng con đường này và đi qua đây để ta ăn thịt, biết không hả? Không còn cách nào khác, Hazel buộc phải thề. Được, ta con xin hổ thề. Rất hài lòng, nó đồng ý tha cho Hazel đi qua. Nàng vội bỏ chạy thật nhanh khỏi khu rừng. Cuối cùng thì sau nhiều nguy hiểm vất vả, Hazel cũng tới được ngôi nhà thân yêu của mẹ. Hai mẹ con nàng gặp lại nhau, họ vui mừng khôn xiết. Hazel giúp đỡ mẹ làm việc nhà, nàng tâm sự với bà về những chuyện vui vẻ, trừ việc gặp phải những con thú ở trên đường đi. Nàng được mẹ chăm sóc và tẩm bổ nên càng ngày càng khỏe ra. Thấm thoát đã được một tháng, đã đến ngày nàng phải trở về nhà chồng. Nghĩ đến những mối hiểm họa đang chờ đợi mình trong khu rừng, Hazel suy nghĩ và nảy ra một kế hoạch.
Khi mẹ nàng biết được toàn bộ sự việc, bà đã vô cùng lo lắng. Nguy hiểm quá. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây con? Hay là con đừng về nữa, ở lại đây với mẹ luôn đi có được không con? Đi về nguy hiểm quá. Mẹ đừng lo, con đã có cách rồi. Mẹ con nàng tìm kiếm khắp nơi trong làng, cuối cùng cũng tìm được một quả bí ngô thật lớn. Hazel vui mừng, nàng nhanh chóng khoét hết toàn bộ ruột bí ngô ra, đủ cho nàng có thể ngồi vào bên trong. Đến ngày trở về, Hazel bùi ngùi từ biệt mẹ, ngồi vào trong quả bí ngô. Ba mẹ giúp nàng lăn quả bí. Quả bí ngô cứ nhằm thẳng con đường cũ mà lăn tới. Hôm nay con bồi của ta sẽ tới đây đúng như lời hứa. Sau một tháng chờ đợi, chắc hẳn thịt cô ta sẽ ngon lắm đây. Chợ con hổ nghe thấy tiếng động ầm ầm từ xa, mặt đất trung chuyển. Một quả bí ngô rất lớn đang lăn tới. Tiếng quát từ trong quả bí ngô vang lên, khiến nó vô cùng kinh ngạc. Tránh ra, mau tránh ra cho ta lăn. Nếu không ngươi sẽ bị đè bẹp cho mà coi. Con hổ vô cùng hoảng sợ. Một quả bí ngô quái dị biết tự lăn sao? Thật không thể tin nổi. Ta phải đi xem nó lăn tới đâu mới được. Con hổ rất tò mò, nó quyết định đuổi theo sau xem xét. Quả bí ngô vẫn tiếp tục lăn đi trong rừng, tiến gần địa bàn của con sói. Đó chẳng phải là lãnh địa của con sói đó sao? Hắn vốn nổi tiếng tinh ranh, lắm mưu nhiều kế. Ta hãy thử tới đó trước, kể lại chuyện kỳ lạ cho hắn nghe thôi. Vốn thông thạo đường lối, hổ bèn theo đường tắt tìm đến chỗ con sói trước. Lúc đó, con sói cũng đang hứng hở chờ đợi Hazel. Chắc rằng cô ta sắp tới đây rồi, có người hầu mới, thế là ta sẽ được rảnh rang, sung sướng. Con hổ hung ác thì ra là ngươi, sao ngươi dám đột nhập vào lãnh địa đã phân chia? Anh bạn sói, làm gì mà hốt hoảng vậy hả? Ta chỉ tới để cảnh báo cho ngươi biết chuyện kỳ lạ sắp đến thôi. Thế là hổ đem câu chuyện quả bí ngô kỳ quái biết tự lăn kể lại một lượt cho sói nghe. Vốn gian xảo mưu mô, sói nảy ra một mưu kế. Việc này có gì khó đâu chứ. Chúng ta hãy cùng nhau trải thật nhiều đá sỏi sắc nhọn trên đường để chào đón quả bí ngô kỳ lạ. Hai con thú vui vẻ thực hiện ngay kế hoạch. Chúng trải đầy đá sỏi trên đường, viên nào viên nấy đều vô cùng sắc nhọn. Nói về Hazel, nàng tiếp tục cho quả bí ngô lăn mãi, tiến gần tới chỗ hẹn của con sói. Thật tuyệt vời, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần vượt qua chỗ hẹn với sói, ta sẽ về đến nhà an toàn rồi, mà lại giữ đúng lời hứa với chúng nữa. Hazel không ngờ đến cái bẫy của hai con thú. Quả bí ngô của nàng lăn qua đống sỏi sắc nhọn trải đầy trên đường thì lập tức nứt toát ra làm đôi. Tránh ra, mau tránh ra cho ta lăn, nếu không ta sẽ đè bẹp ngươi. Hazel ngã lăn ra đất, nàng thấy hổ và sói đã chặn trước mặt của mình không biết từ bao giờ. Thì ra đúng là ngươi dám dùng cái này đánh lừa ta hồng thoát thân sao? Cuối cùng thì ngươi cũng không thể thoát khỏi ta. Xin chào các ngài hổ và sói, các ngài thật thông minh quá. Nguy rồi, ta phải làm gì bây giờ? Được rồi, chúng ta hãy cùng ăn thịt cô ta thôi, không thể thiếu phần của ta đâu đó. Không, cô ta sẽ là người hầu của ta chứ. Ngươi dám cãi lời ta sao? Đó là cách tốt nhất để chúng ta chia phần công bằng rồi. Thôi được rồi, ta đồng ý. Vậy chúng ta chia thế nào đây? Làm thế nào để ăn thịt cô ta ngon nhất? Hai con thú lại tranh cãi với nhau quyết liệt. Chúng không để ý rằng Hazel đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dừng lại đi. Đừng tranh cãi nữa. Đằng nào thì ta cũng bị các người ăn thịt. Thôi thì ta sẽ giúp cho các ngài cách tốt nhất. Phải nướng lên là ăn ngon nhất đó. Đúng vậy, cô ta nói rất phải. Ngươi hãy đi kiếm củi, ta sẽ ở lại canh chừng. Nếu ngươi dám giở trò với ta, ta sẽ cho ngươi biết tài có biết hay không. Rất nhanh sau đó, hổ đã mang một bó củi lớn quay trở lại. Hai con vật không biết đốt lửa, vì vậy Hazel lại phải giúp chúng đốt lên một ngọn lửa trực cháy. Chúng rất phấn khởi nhìn ngọn lửa. Hazel từ từ bước tới gần ngọn lửa đang trực cháy. Hổ và sói hám mồi hào háo nhìn Hazel với vẻ thèm thuồng. Chúng đang chờ đợi nàng nhảy vào ngọn lửa. Hai con thú đang tưởng tượng ra cảnh Hazel nằm trên bếp lửa, một bữa ăn ngon lành thịnh soạn đang chờ đợi chúng thưởng thức. Chúng giật nảy mình khi nghe thấy tiếng quát của Hazel. Hai con thú tham lam hung ác, bây giờ thì hãy xem ta trừng trị các người thế nào đi. Thì ra, nhân lúc hai con thú đang mơ màng, Hazel nhanh chóng cầm những thanh gỗ rực lửa, nàng ném thẳng vào người hai con thú dữ.
Ôi trời ơi, lửa nóng quá. Cứu ta với. Bộ lông của sói và hổ bốc cháy dữ dội, khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Chúng điên cuồng tìm mọi cách dập lửa, cho dù phải đập đầu vào gốc cây đến bất tỉnh hay chìm nghỉm dưới hồ nước. Thế là bằng mưu trí và lòng can đảm, Hazel đã đánh bại cả hai con thú hung dữ và gian ác nhất khu rừng. Giờ thì nàng chẳng cần phải trốn trong quả bí ngô nữa. Nàng ung dung đi bộ trở về nhà. Ha Siêu, nàng đã trở về rồi. May quá, nàng không gặp điều gì nguy hiểm đó chứ. Chàng thử đoán xem. Từ đó trở đi, cứ một thời gian, Hazel lại theo con đường rừng bình thản đi về thăm mẹ. Giờ thì nàng có thể dẫn mẹ đi cùng. Họ ung dung đi lại giữa hai ngôi nhà. Trông thấy Hazel từ xa, lũ sói và hổ rất sợ hãi. Chúng lại hốt hoảng bảo nhau rối rít. Nguy rồi. Cô gái trong quả bí ngô đã tới. Chạy mau. Các bạn thấy đấy, con người chẳng sợ bất kỳ một loài thú nào, dù cho chúng có gian xảo và hung dữ đến đâu đi chăng nữa. Bởi vì chúng ta có trí thông minh và lòng can đảm, có phải không nào?